Hương chào các con khối 7. Hôm nay chúng ta cùng ôn tập để kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2 môn công nghệ 7. Thầy sẽ ôn tập cho các con các tình huống để giải quyết vấn đề trong phần chăn nuôi. Tình huống đầu tiên, nhà ông ngoại em đang nuôi heo. Hôm qua heo mẹ mới đẻ một lứa heo con. Em hãy đưa ra giúp ông quy trình chăm sóc heo con. Chúng ta giải quyết như sau. Ông phải chăm sóc heo non theo quy trình sau. Thứ nhất, nuôi vật nuôi mẹ tốt để cung cấp đủ sữa và chất lượng cho heo con. Thứ hai, dùng đèn sợi đốt để giữ ấm cơ thể cho heo. Cho heo con bú sữa đầu, vì sữa đầu là sữa nhiều kháng thể. Thứ ba, sau 24 ngày đầu cho heo bú mẹ, sẽ cắt sữa từ từ và tập cho heo ăn từ lỏng, mềm đến cứng. Thứ tư, cho heo vận động và tắm sớm. Thứ năm, vệ sinh và phòng bệnh cho heo. Tình huống thứ hai, nhà bạn Minh bắt đầu nuôi cá chép tại ao nhà, nhưng bạn Minh phát hiện nước ao có màu tro đục, xanh đồng. Bạn Minh nhờ em tư vấn giúp đây là loại nước gì. Em hãy đề xuất những biện pháp cải tạo nước giúp bạn Minh. Chúng ta giải quyết như sau. Em cho bạn Minh biết đây là nước gầy, nước thiếu dinh dưỡng. Cách cải tạo, chúng ta sẽ tăng cường bón phân vô cơ, kết hợp phân hữu cơ, tăng thức ăn tự nhiên cho vực nước. Tình huống thứ ba, nhà ông ngoại em đang nuôi gà. Hôm qua, gà mẹ mới ấp nở được 10 gà con. Em hãy đưa ra giúp ông quy trình chăm sóc gà con. Thứ nhất, chuồng nuôi gà con cần được vệ sinh sạch sẽ và tiêu độc. Chuồng không được quá chật chội, cần treo một bóng đèn 60 đến 100W, cách nền từ 30 đến 40 cm cho gà con. Chúng ta thấy ở trên hình là người ta nuôi rất nhiều gà, do đó người ta treo nhiều đèn để sưởi ấm cho gà con. Và tụi con nhớ bóng đèn từ 60 đến 100W, và đèn này là đèn sợi đốt, cách nền từ 30 đến 40 cm cho gà con. Thứ hai, chúng ta có thể sử dụng thức ăn công nghiệp cho gà con mới nở. Chúng ta quan sát hình. Đây là hình người ta có giới thiệu thức ăn hỗn hợp cho gà từ 1 đến 28 ngày tuổi. Tiếp theo, nước uống cần phải sạch sẽ nên sử dụng nước đã đun sôi hoặc nước đã qua lọc. Người nuôi cần giữ vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống. Ngoài ra, người nuôi cần bổ sung vitamin A, D, E và B complex để tăng sức đề kháng cho gà con. Tại vì khi gà con mới nở thì sức đề kháng yếu, nên lưu ý bổ sung các vitamin để tăng sức đề kháng cho gà con. Tình huống thứ tư, nhà bạn Mai bắt đầu nuôi cá chép tại ao nhà, nhưng bạn Mai phát hiện nước ao có màu nõn chuối. Bạn Mai nhờ em tư vấn giúp đây là loại nước gì. Em hãy đề xuất những biện pháp cải tạo nước giúp bạn Mai. Em hãy cho bạn Mai biết đây là nước béo. Chúng ta không cần cải tạo, chúng ta nên duy trì, vì đây là màu nước thể hiện thức ăn phong phú, đầy đủ cho những vật nuôi thủy sản. Chào các con, chúc các con thi tốt. Các con hãy cố gắng học bài nha.